suối chuyên xe nhẹ nhà quê xưa miền Trung nhớ bóng chưa quê nhà bóng vừa nghiêng lá xanh mà người xưa không có còn đâu. Ấy đã đi theo chồng về nơi xa tận gì vậy, gì mà đá đấm vậy? Con tiên nãy quên quay chụp hình cái bánh. Không quay lại đơn này sợ nó mờ lắm. Nãy quên lỡ ăn hết sữa rồi. Ăn hết rồi. Đâu là còn nhớ chuyện tình đã quên cùng đêm em xa nhau. Chẳng ngại đâu, mà ngại đâu. Nói câu ta lỗi đời xin anh đã một lần bước vui em chân chuyện mà nói về lòng quên hay giọng Phương hay hả? Trời khen con trai hát hay à. Em bớt đây nói là ngày 18 năm nay thôi. Mấy chút gì? Mấy chút gì đi? Chúc vô nhà sức khỏe. Rồi gì nữa? Chúc vô sự. Rồi gì nữa? Anh hai. Chúc cho anh Phương làm tròn nhiệm vụ của người cha của anh là Trung Liên. Good job. Hôm nay anh Phương hát quá hay. Phương lo rất là đẹp. Tạc quá tốt. Ủa sao? Mà nói birthday boy hát hay quá. Nhắn sâu trong khổ đau, đôi chân mang lặng thinh khiến một người không thể tâm tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai? Khóc vì đau vì riêng mình đã sai. Sợ cô đơn. Cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Giờ chẳng vào đâu nhớ vương sáng sáng dư dư. Chiều xưa phải nắng soi gói chúng đôi mà hoa chia phôi xưa cuộc đời như là chim bao cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi thời gian đâu có bao nhiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chồng 38 tuổi thôi. Happy birthday and full. Cưới vợ 18 tuổi. Đâu đâu. No, cưới vợ có 15 mà. Điều rộng cho vòng tay. Bởi chi nôn xa. Để cho mọi người ăn đi. Em ơi, đồ ăn hay quá trời. Ngày vừa ăn vừa hát karaoke nha mọi người. Một màu xuyên thật an vui. Yêu thương cất cao đầy trời. Đau thương giản như là màu vàng. Quên mưa gió, rời xa sông ba, cứ như tháng năm không rời, và câu hát say mê chợt cao vút. Cuộc đời như là chiêm bao, cơn vui thoáng qua đã mất, em ơi. Tuổi xuân đâu có em ơi, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần. Ý nó nhìn gần. Xin em hãy coi ngày vui là đây. Xin em hãy coi ngày vui. Là hôm nay. Từng sống về quá khứ mà sống hiện tại và tương lai. Để tiếp nối chương trình này, hai chị em của chúng em sẽ tặng cho quý vị và các bạn nhạc phẩm Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có con lại trắng dương vui. Trong cơn thương đau mến đắng môi, yêu rồi tình yêu sao chua cay, mến nào bằng mến thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay. Yeah.
rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng dương tôi trong cơn thương đau mênh mông. Yêu rồi tình yêu sao cho cây mến nào bằng mến thương đau đây, hỡi người bỏ ta trong mưa. Con đường mình đi sao trong gai, biết vào đời nhớ bao lâu nay. Anh ơi sao đông cay, thôi đành vui sao tâm tư thôi. Mất rồi con chỉ đâu anh ơi, hết rồi còn chỉ đâu anh. Thôi đành vui sống tốt tư tôi, hết rồi con chỉ đau anh. Ra, ra đi. Con nhảy đi đi về. Go. Yo, 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 yo. Woo. Con nhảy đi, come on. Woo. Có đáng đâu nàng đang ngỡ ngàng sao nhau. Go, go. Có không đôi mắt buồn thương ngày sau. Có đáng cay bằng em vội vàng hoàng hôn. Go, go. Người đàn ông đã đi bên em là người như thế nào? Sợ rồi ta không yêu thương em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
everybody. Ngày gió đông về, từng chân trên bến xưa, từng trời gió xưa về thăm cô hương, tiếng hát nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sao lạnh buông đêm trưa, rồi ngày mai sẽ xa đi phương trời, biết đâu trên đường vắng em từ ly. Sắc trong anh lúc này
chẳng dám yêu ai thật lòng, vì chính tổn thương đã mang tên thôi rung đầu. Sợ những đôi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để anh chấp nhận và xóa đi bao ngại lần, dù có đôi khi tình yêu đã đến thật gần. Giờ phút giây ta lỡ làng, giờ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau. Nhiều người đẹp quá, con xuống quay không cho tôi sáu chuột nữa đâu. Chào, chào,
có tiền mua vé coi cũng không được nữa. Ai? Đây, Lưu Bích. Lâm Nhật Tiến, Quang Dũng và Lưu Bích. Hôm nay đi hát nhà thờ miễn phí không lấy tiền. À, Lưu Bích, nè, có ca sĩ Lưu Bích. Ồ, Lâm Nhật Tiến. Lâm Nhật Tiến. Như Loan. Ồ, Như Loan luôn. Oh my god. Đây, ca sĩ Như Loan. À. Trời ơi. Có cái sinh nhật nào mà nhiều ca sĩ như vậy anh, không? Ca sĩ Phi Tiễn. Phạm Công Thành. Phạm Công Thành. Phạm Công Thành. Phạm Công Thành. Mới làm á? Yeah. Elvis Phương. Ồ, ca sĩ Elvis Phương đứng đây. Ơi, cảm ơn mấy anh chị tới dự tiệc nha. Dạ. Dạ bye anh nha. Thank you so much for coming. Okay, cảm ơn mấy anh chị đã tới dự tiệc nha. Bye. Bye. Okay, bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mấy chị tới tham dự nha. Rồi, thank you mọi người tới tham dự buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn Quang Dũng. Cảm ơn Lâm Nhật Tiến. Lâm Nhật Tiến. Cảm ơn Bạch Công Khanh. Nô là qua đây hát miễn phí không lấy tiền. Cảm ơn ca sĩ gà nhà Elvis Phương. Elvis Phương. Này cảm ơn sĩ Phú nữa nè. Sĩ Phú trời ơi. Sĩ Phú là quan trọng nhất này hát cái bài rất là hay. Đó ca sĩ cảm ơn sĩ Phú. Thì bởi vậy. Cảm ơn Phong Gió. Ô, anh Toàn ơi, quên Tô Trứng Phong rồi đây. Tô Trứng Phong nữa, mới đi về Việt Nam hát với Thanh Hà mới trở lại qua lại đó. Cảm ơn các ca sĩ đã đến tham dự hôm nay. Buổi tiệc hôm nay kết thúc. Và gì Phi? Phi Tiễn. Bye. Cảm ơn. Nếu có cái gì sao sót mà bác tổ chức không không lo cho những ca sĩ được hoàn toàn hoàn thiện thì xin bỏ qua cho. Nếu mà tuần sau rảnh bay qua nữa.